5 triệu fan trên Facebook nhưng không dùng điện thoại. Smartphone ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người để đáp ứng các nhu cầu về công việc hay giải trí. Nhưng với ca sĩ nổi tiếng người Anh Robbie Williams, anh lại không hề nghĩ vậy. Chia sẻ trong chương trình truyền hình Back Up Tenet, Robbie Williams đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi thừa nhận rằng mình không hề sử dụng hay sở hữu một chiếc điện thoại di động nào từ năm 2006 cho đến nay. Bên cạnh việc không thích sử dụng điện thoại di động thì một lý do khác khiến Robbie Williams không sở hữu smartphone vì anh lo ngại những dữ liệu riêng tư và cá nhân mà mình lưu trên thiết bị di động có thể bị đánh cắp và làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình. Dù không sở hữu smartphone, nhưng ngôi sao ca nhạc 45 tuổi này vẫn sở hữu một lượng fan rất lớn trên mạng xã hội, khi tài khoản Facebook của anh có hơn 4,5 triệu người thích, tài khoản Instagram cũng có hơn 2 triệu người thích, và tài khoản Twitter cũng có hơn 2,5 triệu người theo dõi. Trên thực tế nhiều người cũng đã có thể bắt gặp những khoảnh khắc và hình ảnh Robbie Williams sử dụng smartphone nhưng đây chỉ là những cảnh quay mà anh quảng cáo cho các mẫu điện thoại di động hoặc phục vụ cho các clip ca nhạc của mình chứ không phải là chiếc smartphone thuộc sở hữu của ca sĩ này